Yenisei là một con sông có chiều dài, nếu tính từ đầu nguồn của sông Tiểu Yenisei là 4.287 km. Yenisei chảy qua lãnh thổ của hai quốc gia là Nga và Mông Cổ, diện tích lưu vực là 2.580.000 km², cho nó đứng vị trí thứ hai trong số các con sông của Nga và là con sông dài thứ năm thế giới. Tại Yenisei có 3 nhà máy thủy điện được xây dựng là Sayano-Sukenskaya, Granoyak và Baiskaya. Lượng nước của sông có nguồn cung cấp chính, tiếp nhận từ nước của con sông Abakan, sông Angara, sông Serenga và sông Obi, sông khép qua kênh đảo Obi. Siberia kết thúc bên đại ngạn sông Yenisei và miền rừng núi Taiga bắt đầu bên hữu ngạn. Độ cao giữa hai bên bờ chênh nhau đến 5 lần. Trên đường từ nguồn đến cửa biển sông chảy qua tất cả các vùng khí hậu của Siberia. Do đó, ở vùng thượng nguồn sông bạn có thể nhìn thấy những bầy lạc đà, trong khi hạ nguồn là nơi sinh sống của gấu Bắc Cực. Cho đến bây giờ vẫn có nhiều giai thoại về nguồn gốc của Yenisei. Người thì nói đó là từ Ems, nước lớn trong Tunguska, được đọc theo âm Nga. Yenisei là con sông Siberia cung cấp cho Bắc Băng Dương nguồn năng lượng tương đương 3 tỷ tấn nhiên liệu. Nếu không có dòng sông này, khí hậu ở phương Bắc còn khắc nghiệt hơn nhiều. Thượng nguồn của con sông bắt nguồn từ hai nhánh chính là Boson Yenisei, phát sinh từ khu vực Tuva bên hông chữ F của dãy núi Sayan, phía đông và phía bắc của dãy núi Tanuola tại tọa độ 52 độ 20 phút bắc, 97 độ 30 phút đông, và Mali Yenisei nhỏ phát sinh từ thung lũng Dashkar của Mông Cổ. Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng lối chảy hẹp tại thung lũng Dashkar thường xuyên bị chặn lại bởi băng, sinh ra một hồ lớn như hồ Koskom cận kề thượng nguồn với nhiều thác gành nên chảy qua những vùng dân cư thưa thớt ở trung lưu, bị kiểm soát bằng một làn đập thủy điện của lớn của Nga. Chảy theo những cánh rừng taiga dân thưa thớt, sông Yenisei tiếp nhận nước từ một loạt các sông nhánh. Từ Mông Cổ qua Siberia đổ ra Bắc Băng Dương, nó chảy theo hướng bắc để đổ ra biển Kara trong một vùng tundra hoang vu và biển Bắc Băng Dương, tưới tiêu cho một phần rộng lớn của Trung Siberia. Dòng chảy dài nhất là Yenisei, Angara, Serenga, Ider, do kết hợp với nhiều sông lớn qua hệ thống kênh đào làm dòng sông mở rộng nên tăng lưu lượng dòng chảy. Sông Yenisei đóng băng trên 6 tháng mỗi năm và các tảng băng không bị kiềm chế có thể ngăn cản dòng sông gây ra ngập lụt lớn. Có năm nước sông tràn mỗi bờ tới 150 km. Sang mùa hạ nước rút, mùa thu nước cạn, các loại thuốc nổ được sử dụng để duy trì dòng chảy của nước. Dòng sông mở rộng tới 50 km tại khu vực cửa sông trong 250 km cuối cùng, và đường thủy dành cho tàu bè được duy trì nhờ tàu phá băng.